giới thiệu về mình qua một món quà. Anh tặng em một cục đá. Đây là một hòn đá tự nhiên thôi, lượm ngoài sông, ngoài suối, ngoài biển đầy hết. Nó đơn giản như anh, và nó cứng rắn và nó chắc chắn, nó sẽ làm một điểm tựa cho em rất là tốt. Nó có những đường vân nữa, bạn nhìn rõ. Đó là chuyện của tự nhiên. Dạ. Chuyện của anh là đưa nó một cái nút nhấn. Nhấn vào và em sẽ nhận được hương yêu thương. Rồi, mời bạn gái giới thiệu mình đi nè. Dạ, em tên là Nguyễn Trần Kim Ái. Năm nay là 30 tuổi, nhà em thì ở thành phố Hồ Chí Minh và em đang làm việc trong phòng tài chính kế toán tại Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Mỗi ngày đi đi về về hả em? Tại vì bên em có xe đưa đón hàng ngày á chị. Mời bạn trai. Dạ, chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia ha. Rồi, chào bạn. Em tên Trần Hương Bình, năm nay 39 tuổi, đang làm công việc về sáng tạo và kinh doanh. Sáng tạo là sao Bình? Em chế những cái sản phẩm mới. Em có một sản phẩm bán ra thị trường luôn rồi, là một bộ ghế với bàn đa năng cho anh nằm, anh ngồi, nhưng mà nó xếp lại như cái vali à. Bạn gái, bạn hãy nói cho bạn trai biết mình có những ưu khuyết điểm như thế nào. Dạ, em khá là có trách nhiệm, quan tâm đến gia đình. Còn khuyết điểm? Em sợ rắn chị. Rắn thì ai mà không sợ, có gì nữa không? Dạ, em hơi bị cầu toàn. Cầu toàn thì cũng tốt chứ, nhưng mà đôi khi nó cũng cầu toàn quá mức. Dạ, cũng gây trở ngại đúng không? Thực ra nói về ưu điểm hay khuyết điểm á, nó không quan trọng. Cái mà em cần suy nghĩ rất là, thứ nhất phải biết lắng nghe, thứ hai là biết sửa chữa. Không, nói sửa chữa không đúng, mà biết thay đổi thôi, chứ chắc là sai, nhưng mà mình thay đổi cho hợp với cái môi trường mình cần. Đúng rồi. Và thứ ba là đừng có để bụng. Nhiều khi người ta nói mình để bụng, mình chưa sửa được gì hết đó mà mình đã lo mà mình chửi người ta rồi, không để được bụng, mình ghét ta. Đúng rồi, ghét người ta thôi. Bởi vậy nên chỉ cần ba quan điểm đó, và đời sống gia đình cần ba quan điểm đó luôn. Đúng. Em có cái tật xấu gì không? Thật ra các tật xấu em thường em biến nó thành cái cơ hội. Ví dụ ngày xưa em là người rất nóng tính. Mỗi lần nóng tính nó có một cái khí nâng từ đan điền nó lên người mình thấy rõ luôn. Và em nhờ cái đó em kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Lúc đó em đi ra ngoài, cái bà vé số mình để xe trước của bà, bà ngồi bà chửi mình. Mình nhìn bà nói, ủa sao bà này cái miệng bà chửi mình dễ thương thế. Hay, cái này hay. Đó. Cái này rất hay. Anh nghĩ anh sẽ thử làm cái điều này, thử xem ai chửi mình cứ nói trời dễ thương quá. Như vậy mình yên tâm rồi, và mình biết được sử dụng cái nóng tính của mình để làm một cái thế mạnh thì anh thấy cũng rất là hay. Nhưng đừng hại gì người khác cả. Đúng rồi. Oh, bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào hết anh Quyền Linh ơi. Ồ, không lẽ trong suốt khoảng thời gian từ trưởng thành đến bây giờ không có rung động trước một anh chàng nào sao? Dạ có, em xem truyền hình á, trai đẹp nhiều lắm thì cũng có thích. Thấy người ta hôn nhau trong phim, em có trong người em có khó chịu không? Dạ cũng có. Cũng có. Vậy là mình chưa có nụ hôn đầu đời nào hết đúng không? Dạ. Em cảm giác thế nào khi mà cô gái đó 30 tuổi mà chưa được một lần hôn, một lần nắm tay, chứ không mối tình nào hết? Vậy thì giờ có muốn chưa đã? Bây giờ muốn chưa? Đó, dạ, anh hỏi. Muốn rồi thì em mới ở đây. Thật sự em cũng bị trường hợp đó, là không có sự muốn, em bị đam mê cuốn. Tức em lo cái khát vọng, cái đam mê của mình nhiều thôi. Khi em có nhiều cơ hội rồi, cuối cùng mấy cô đó cũng đi lấy chồng hết rồi, vẫn chưa thấy. Nhưng mà mình có một mối tình nào mà sâu đậm chưa? Cái mối tình đó nó cũng hơi lãng xẹt. Có nghĩa là cái cô đó thực ra mình không thấy đẹp chỗ nào hết. Mà cái anh bạn trong nhóm á, nó cố nó đẹp. Thế là trong lần đi chơi mình nói, người ta nói đẹp thì mình cua thử. Thế là cua thành công. Thì hai đứa đi chơi một thời gian em thấy đẹp thiệt. Có nghĩa rằng là bản thân mình hấp dẫn người đó bởi vì rằng mình có thời gian và mình yêu thương người đó, mình thấy đẹp. Chứ không phải cần người đó đẹp thật sự. Rồi thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ bạn gái, bạn muốn tìm cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào vậy? Thưa anh Quyền Linh, là chỉ cần cao từ 1m65 trở lên, có trách nhiệm, biết quan tâm đến gia đình, cầu tiến và có lập trường ạ. Dạ anh đủ á. Đấy, đủ đó. Bây giờ đủ. Có đủ cái nào khó không em? Có gì khó nói luôn đi, anh biết cách thay đổi mà. Nói luôn đi, em không thích cái gì người đàn ông. Dạ, nói luôn. Em không thích thì hơi nhiều một chút xíu nha anh. Không thích hút thuốc. Anh từ trước giờ không hút thuốc. Hay thử quá. Mà không được. Vậy hay quá. Cái thứ hai á là em không thích nhậu nhẹt nhiều. Anh hoàn toàn không thích các cuộc nhậu. Anh thích là người thuộc về đời sống gia đình. Vậy thì quá tốt rồi anh. Em không thích người gia trưởng. Gia trưởng với các cháu anh á, anh nói một câu phải nghe, nhưng anh cho phép quyền tranh luận và anh cũng ít sử dụng quyền nói một tiếng nghe. Thì trong đời sống gia đình anh hy vọng là mình biết lắng nghe nhau. Em cũng đồng ý với anh. Cho em nói thêm cái thứ tư là không lăng nhăng ạ. Nếu mà anh lăng nhăng anh có vợ lâu em? Nếu không đến vợ lâu. Không, nhiều khi anh lăng nhăng nhưng mà anh vẫn chưa muốn có vợ. Anh có lăng nhăng nhưng mà lăng nó riêng, nhăng nó riêng.
Nhưng mà em đam mê công việc quá, bây giờ em có thời gian để chăm sóc cho bạn gái không? Trong cái giai đoạn này là giai đoạn chốt của em. Em đang kêu gọi vốn. Tại vì em có hai công việc, một công việc phụ, một công việc chính. Thì chỉ cần em gọi vốn xong là công việc chính em chạy thì thời gian em khá nhiều. Công việc phụ và công việc chính là gì ạ? Thực ra anh phải giới thiệu một cái là ngày xưa anh làm bên công ty đấu giá. Dạ. Bên đó thì thu nhập cũng rất là cao. Rồi xong rồi tự nhiên Tết năm ngoái mất 20 triệu. Em tức quá, em nói tại sao mình để mất 20 triệu. Thế là em quyết định là mình phải làm một công việc phụ để lấy lại 20 triệu đó. Chứ không phải là mình cần tiền mà phạt mình thôi. Thế là em đăng ký chạy Grab. Chạy Grab đúng 2 tháng lấy được 20 triệu lại. Trời ơi, chạy Grab gì mà 2 tháng được 200 triệu. 20 thôi, trời ơi, 200. Tôi bên kia tôi nghe chạy Grab mà 200 triệu. Em nghĩ là sắp xếp công việc của em bao lâu thì em sẽ tiến tới được với bên nhà gái? Trong năm sau thôi. Thiên thời thì là nhân hòa em có đủ hết rồi. Lấy nhau về thì mình sẽ sinh sống ở đâu? Hiện nay là em có nhà của ba mẹ ở ngay quận 3 đó. Nhưng mà thực sự ra em không muốn ở đó. Khi lập gia đình, khi có tài chính tốt, em sẽ thuê một căn hộ cao cấp. Em có một cái tư duy rằng không mua nhà. Tại vì cái tiền mình đầu tư á, nó lợi hơn nhiều là so với mua nhà. Tại sao mình uổng tiền vào đó? Mình thuê một căn hộ khoảng 10-15 triệu. Còn bao nhiêu cho vốn thì mình mở những cái dạng đầu tư lợi nhuận cao hơn nhiều. Đó cũng là một cách suy nghĩ. Nhiều khi phụ nữ người ta lại thích là phải có cái nhà cái đã rồi mình mới yên tâm. Nhưng mà nhiều khi đàn ông người ta kinh doanh, người ta muốn mạo hiểm, muốn phát triển thì cũng được. Đó tùy hai bạn trao đổi với nhau thôi. Bạn trai, bạn muốn mẫu người lý tưởng như thế nào? Em có bốn cái giai đoạn đưa ra để chọn một cô gái. Thứ nhất, nhìn cái vẻ ngoài á, em thấy thương. Thương vẻ ngoài nó có ba phần lận. Thứ nhất á, là cái khuôn mặt, cái hình dáng làm người ta thấy thương thì cái đó ai cũng dễ nhìn rồi. Thứ hai là thần thái, cái thần thái còn quan trọng hơn cả bề ngoài nữa. Và thứ ba là tướng số. Tướng số ngày xưa em có học qua mà giờ em coi quá rồi cuối cùng không chọn ai luôn. Tại vì em nhìn thấy ai cũng xấu tướng. Thì cuối cùng em buộc bỏ hết hoàn toàn suy nghĩ. Có thể lập gia đình xong em sẽ mở sách ra em coi lại. Mà em nhìn ai em cũng thấy người ta xấu tướng hết trơn hả? Bởi vậy em mới phải bỏ cái coi tướng đi á. Bỏ cái đó bỏ đi rồi ha, để coi cái thần thái sao. Ồ, chào thần thái giùm em á. Bây giờ em đánh giá thế nào về chàng trai bên đây? Dạ, em thấy anh á, suy nghĩ cũng khá là giống em. Nhưng mà không biết là anh có hơi khó không? Thực ra anh không phải người khó tính. Đó nói là người đơn giản, có nghĩa cái gì đơn giản là anh thích nhất à. Vấn đề là do cái thần thái hai bên gặp nhau thôi. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Bạn gái đi với ai nè? Dạ, em đi với mẹ dì với lại anh họ. Rồi, chào cô. Dạ, chào cô ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Dạ. Xin chào bạn Nam và quý vị khán giả. Tôi tên là Trần Thị Sửu, mẹ của bạn gái. Tôi nhận thấy là bạn trai có vẻ hơi khó tính. Thì không biết là sau này như thế nào. Thì giờ trước mắt là mong là hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tôi xin hết. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, em đi với em gái của em. Rồi, chào em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái. Như hồi nãy nghe bác mẹ của chị có nói là anh Bình khó tính á, thì cho mình được làm luật sư của anh trai mình một xíu. Từ nhỏ lớn mình biết cái chia sẻ của ảnh là ảnh không có che giạt hay che đậy. Nếu tôi có xấu thì tôi cũng show ra để xem coi là bạn có chấp nhận được không. Và anh không nhậu, không hút thuốc lá là thật sự 100%. Cuộc đời của anh Bình nó rất là thú vị bởi vì ảnh là người dám đi trên con đường mà mình lựa chọn. Cái đó là cái lúc nào mình cũng rất là phục ảnh. Ảnh Bình là người rất là cầu thị. Tức là ngày hôm nay anh có thể có khuyết điểm nhưng mà anh lắng nghe. Có thể là lúc anh lắng nghe anh bực mình, anh cãi hoặc là anh không có hài lòng. Nhưng sau đó anh suy nghĩ lại và càng lúc mình càng thấy anh có một cái bước tiến trong cái cuộc đời cá nhân hoặc là trong cái công việc của anh. Chị thì là làm về tài chính kế toán, còn anh Bình thì có thể coi là một cái dạng start-up. Nó rất là nhiều cái thách thức. Bản thân mình cũng đã làm, mình biết cái công việc tỉnh kế toán nó ổn định và đôi khi nó đòi hỏi cái độ chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ rất cao và nó cũng hơi tẻ nhạt. Cái đó là cái điểm khác giữa anh Bình với lại chị. Nhưng mà mình nghĩ á, khi mà hai người đến với nhau, cho nhau cơ hội á, thì nó sẽ rất thú vị vì hai bức tranh khác nhau ghép lại, cuộc sống mình nó sẽ đa dạng hơn. Dạ, em rồi, cảm ơn em. Sẽ em hay có quá. Lịch sự quá giỏi. Nếu như có cơ hội thì Bình sẽ là một cái con người phát triển rất là tốt. Anh tin rằng là hai bạn gặp nhau sẽ tạo ra nhiều cái màu sắc, nhiều cái cảm xúc rất là thú vị ha. Chúc may mắn. Thật ra ăn thua cũng là tùy cảm xúc của mình thôi. Để anh giới thiệu về mình qua một món quà. Anh tặng em một cục đá. Đây là một hòn đá tự nhiên thôi, lượm ngoài sông, ngoài suối, ngoài biển đầy hết. Nó đơn giản như anh. Và nó cứng rắn và nó chắc chắn. Nó sẽ là một điểm tựa cho em rất là tốt.
nó có những đường vân nữa, bạn nhìn rõ. Đó là chuyện của tự nhiên. Dạ. Chuyện của anh là đưa nó một cái nút nhấn. Nhấn vào và em sẽ nhận được hương yêu thương. Em thấy hương này hợp với em không? Dạ, cũng khá là dễ chịu. Em cảm ơn anh. Cái này chắc tặng anh chứ gì, dạ, cầm đúng rồi. Tặng cái này em tặng anh. Cảm ơn em. Lần đầu tiên gặp bạn gái thì em cảm nhận như thế nào về người đối diện? Em cảm nhận về thần thái nhiều hơn. Gương mặt á nó tươi, nó thể hiện một cái sự thoải mái của cuộc sống. Nhưng mà ánh mắt còn hơi yếu. Thật ra những người mắt nhỏ đó là một điểm yếu. Ê, anh cũng mắt nhỏ, em mắt nhỏ. Có thể là bị cận anh. Dạ, em thấy anh cũng có một số điểm tương đồng với em. Anh có một cái quan điểm về gia đình. Thứ nhất là mâu thuẫn để phát triển. Em nghĩ vậy không? Cũng mâu thuẫn thả để phát triển. Đừng có sợ mâu thuẫn. Cứ nói ra những gì mà mình thấy sai mình cứ nói. Cuộc sống mình sẽ thay đổi dần mà mình phát triển. Và thứ hai đó, hành động phải hơn tâm một chút xíu. Ví dụ anh thương ba anh lắm, ba anh ở bên Đức. Dạ. Anh tiễn ba anh ra phi trường, anh đưa ba anh ra tận xe taxi, không đi chung. Thì đó là yêu thương vừa đủ hành động bằng với tâm. Nhưng hành động hơn tâm là gì? Nếu anh chịu khó anh đứng lại, anh nhìn cái xe taxi rời khỏi tầm mắt, đó là hơn tâm. Sau này nó sẽ hơn nữa, anh lên taxi đi với ba anh ra phi trường, hơn nữa anh dám vô phi trường. Còn nếu anh không làm thêm hành động để hơn tâm thì không bao giờ tình yêu anh nâng lên được hết. Bây giờ chị nghĩ vậy nè, trò chuyện hoài cũng hết nữa. Đúng rồi. Thay đổi không khí, em hát tặng anh ấy một bài hát đi. Rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbye. Quá hay luôn á. Quá hay. Mấy mốt về anh đánh đàn cho em hát. Anh Bình ở đây á, một con người về trong tình yêu á, thì nó chưa được đạt, nhưng mà để một con người phân tích công việc làm ăn á thì anh Bình hơi bị giỏi. Hai người dựa vào nhau thì anh nghĩ cái sự phát triển của Bình rất là ok ha, làm ăn kinh tế tất cả mọi thứ rất là tốt. Như về tình yêu thì hãy để em lo, anh nghĩ là như vậy. Bấm vì trái tim của mình, chuẩn bị, hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Em xin lỗi, tại vì em cảm thấy là em chưa có hợp với anh cho lắm. Còn em trai, thực ra em bấm nhưng mà bấm chậm hay sao á. Đó cũng là cái duyên thưa quý vị. Có bấm nhưng nó cũng không cháy đèn. Biết đâu có những người đang xem chương trình sẽ bấm nút cho anh, sẽ bấm nút cho em. Chúc hai người sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Dạ, em cảm ơn chị. Sẽ cho trái tim của mình lên ngôi. Nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì hai người sẽ tự tìm hiểu nhau và cố gắng. Tại vì em đã sẵn sàng rất lâu rồi. Còn lại thì vẫn là tùy vào quyết định của bạn. Còn mình đã quyết định rồi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và đấy, các anh chị khán giả trong trường quay có mặt trong ngày hôm nay. Và bạn nam bên kia, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tố Nữ, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Quảng Nam. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tố Nữ hả? Dạ, Tố Nữ. Làm gì Tố Nữ? Dạ, em làm về chuyên về mảng planning cho một công ty ngành hàng tiêu dùng nhanh ạ. Ở quận mấy? Dạ, ở quận 7 ạ. À, quận 7. Dạ. Trời, cái tên Tố Nữ nghe tự nhiên tôi thèm khát một cái trái cây gì đó. Mít, mít Tố Nữ. Tranh Tố Nữ cũng đẹp mà mít Tố Nữ cũng ngon. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Huỳnh Đình Lân, em năm nay 30 tuổi. Huỳnh gì? Huỳnh Đình Lân ạ. Tại thì em đang làm kế toán ở Sài Gòn, thì em làm ở quận 3. Còn nhà của em thì ở Đà Lạt. Bạn gái cho biết điểm mạnh, điểm yếu cho của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, sống hơi giản dị một chút. Ngoài những yếu tố đó ra thì nằm hết ở yếu tố còn lại ạ. Chị, dạ. Ví dụ coi cái điểm dở nhất của mình là gì? Dạ, chắc là hơi thẳng tính một xíu ạ. Thẳng tính là tốt, đâu có gì đâu mà mệt. Điểm dạ. Nào nữa?
em hay dùng dầu gió mỗi khi mà gặp stress hay là về vấn đề gì thì sẽ hay dùng đến nó, để mà giống như là thay vì các bạn nữ thì dùng nước hoa thì em nó giống như dầu là gió, đúng không? Dạ đúng rồi. Nói cho em biết là chị không stress chị cũng xài dầu gió, cho nên cái đó cũng không phải là điểm yếu luôn. Dạ vậy thì vậy thì chắc là nằm hết ở ưu điểm rồi. Vậy là em không có điểm yếu đó. Nè nhà trai ơi, bên đây không có điểm yếu luôn. Dạ, vậy để em có điểm yếu bù vô chị. Rồi mời nhà trai. Điểm mạnh của em là em có tinh thần lạc quan cực kỳ tốt, tại vì công việc em rất là stress nên tự bản thân mình phải gọi là refresh bản thân được. Còn về điểm yếu hiện tại đó là do cái tính chất công việc á, nên cái khả năng của em là trong cái phần mà giao tiếp hay là tìm hiểu về các bạn nữ thì nó hơi có vấn đề một chút, gọi là hơi nhát một chút. Em có mấy mối tình rồi? Về mối tình thì chưa có cái nào gọi là chính thức cả, chỉ có cái gần chính thức. Gần chính thức là ngồi bên kia đúng không? Dạ không, gần chính thức đây là mối này chắc chắn chính thức hả? Rồi còn bên mình thì sao nè? Dạ hiện tại thì em cũng chưa có một mối tình chính thức nào hết rồi. Chắc chưa là... có luôn, trước dạ, đây chưa... cũng chưa có luôn. Chưa, do em sống hơi lý trí một xíu. Dạ. Thì hôm nay cũng nhân chương trình thì cũng có một cái cơ hội cho em, cho nên thì em nghĩ năm này sẽ cho trái tim của mình lên ngôi. Dạ. Có nghĩa là em phân khúc ra từng dạ, cái gọi là giai đoạn trong cuộc đời của mình, và bắt đầu từ hôm nay đổ đi em sẽ nhường cho con tim, đúng không nè? Dạ. Rồi qua tôi coi dạ, trong coi mặt chàng trai Đà Lạt coi sao nè. Hello dạ. Chào cưng. Em tưởng tượng đi, bạn tố nữ bên đây sao? Chắc là tranh tố nữ. Vừa là tranh tố nữ vừa là mít tố nữ luôn. Em muốn tìm một hình mẫu lý tưởng nào, nói cho bà mối Hồng Vân biết đi. Em muốn bạn nào đó có giọng nói dễ thương, dễ thương trong cả giọng nói và cả cách nói chuyện nữa. Em quan có thích con gái sống lý trí không? Dạ, nếu sống lý trí quá thì cái mặt tình cảm của bạn sẽ bị lấn át đi. Và sẽ có nhiều quyết định nó bị ảnh hưởng. Nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì hai người sẽ tự tìm hiểu nhau và cố gắng. Thì em nghĩ là sẽ phù hợp thôi. Tại vì em đã sẵn sàng rất lâu rồi. Em đã rất là sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Dạ, xin thưa với ông mối, xin mời ông có thể giao lưu với nhà gái. Dạ, anh xíu. Cái này hả? Để có ông thì thầm cái gì đó. Cái gì đây? Hả? Gì vậy? Tài chính cá nhân một tháng. Giới thiệu đàn trai. À, rồi. Tài chính nhà trai. Thu nhập cố định hàng tháng 15 triệu. Rồi. Chi phí thuê nhà 2 triệu. Rồi, còn lại 13 triệu. Chi phí ăn uống 120 ngàn nhân cho 3 ngày. 30 ngày là 3,6 triệu. Rồi, vậy là mua sắm chỉ có 1 triệu thôi. Rồi. Di chuyển 400 ngàn tiền xăng một tháng. Rồi. Chi phí khác là lanh quanh cà phê này kia 1 triệu. Rồi. Tiết kiệm 5 triệu. Rồi. Dự phòng 2 triệu. Rồi. Đó là tài chính một tháng người cá nhân. Tài chính sau khi kết hôn này người ta đã có cái bảng. Rồi thì đọc đi, đọc đi. Chàng trai kế toán mà. Kế hoạch chi tiêu tài chính sau khi kết hôn. Thu nhập cố định hàng tháng cũng 15 triệu. Chưa lên đó. Lương ngoài 2 triệu. À có lên. Có lương ngoài nữa làm thêm 17 triệu. Chi phí thuê nhà 4 triệu. Có vợ rồi. À là nhân đôi hả? À, nhân đôi có vợ rồi phải rộng hơn chút xíu. Chi phí ăn uống hàng ngày 100 ngàn nhân cho 30 ngày là 3 triệu. Lên ha. Ủa sao kỳ vậy ta? Có một mình ở ông ăn 120 ngày. Mà bây giờ có vợ nữa là còn lại có 100 là. Ủa, sao? Ừ đúng ha. Giờ tại cái này có lúc đầu là 2 nồi cơm, giờ còn có 1 nồi cơm nó giảm. À giảm, một nồi giảm, chi phí 2 người nó giảm xuống. Mua sắm 2 người cũng có 1 triệu thôi. Di chuyển 500 lên đường thăm. Lên đường trăm sao kỳ vậy? Chở đôi, đi chợ đôi thôi. Chi phí khác 1 triệu. Tẹo lại. Tiết kiệm 5 triệu rưỡi. Dự phòng 2 triệu, trời ơi. Chi phí trần. Tính hết trơn hết trời. Tính rồi. Tính hết rồi đó, cứ thế mà làm thôi. Em nói cho anh Quyền Linh biết cái cảm nhận của em về cái cách chi tiêu của gia đình bên đàn trai như thế nào. Nếu như mà cho em hỏi bạn nam bên kia một xíu. Nếu như mà nếu như mà em là một người khác với lại cái chi tiêu mà anh đã lập ra ấy, anh có sẵn lòng cùng em lập lại một cái bản kế hoạch mới được không ạ? Rất sẵn sàng luôn, em chỉ cần vạch kế hoạch rồi anh thực hiện. Dạ, vậy là em sẽ tự viết nên cái bản kế hoạch này đúng không anh? Đúng rồi em. Vậy vậy thì nhờ anh Quyền Linh cắt cái tờ giấy này vào trong túi được không ạ? Xé đi ạ. Thế hả? Dạ đúng rồi, tại vì anh kia đồng ý sẽ làm theo cái bản kế hoạch của em. Xé đi, xé. Tốt phép ha. Dạ dạ. Rồi em cảm ơn. Anh thấy bạn này nó cũng hợp lý khi một mình thôi. Ừ. Bây giờ em gái, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, cái thứ nhất thì vì chiều cao của em không có giới hạn, cho nên là em muốn một người bạn nam cao từ 1m68 trở lên. Cái thứ hai thì về ngoại hình thì ưa nhìn một xíu, đặc biệt là không được hút thuốc, cờ bạc. Có không? Dạ, không hút thuốc và không biết đánh bài. Có ý chí tiến thủ, chín chắn để quyết định. Những lúc cần quyết định thì bạn sẽ là người ra quyết định. Ok, anh thấy thích và gái rồi đó. Thôi, bây giờ
em trai em đi với ai? Dạ có chị họ với đồng nghiệp em. Rồi mời đại diện nhà trai. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả khán giả ở đây và hai bạn ở trên sân khấu. Em là chị của Lân. Thực ra cái bản chi tiêu lúc nãy á là một cách để mà thể hiện Lân là dân kế toán thôi, chứ thật ra Lân không có tính toán như vậy đâu. Nên bạn nữ yên tâm ha. Dạ. Và hôm nay tới đây á thì Lân cũng rất là chín chắn và thực sự là rất nghiêm túc để tìm một nửa kia của Lân. Còn bạn nữ bên này thì thật ra là chị rất là thích tính cách của em. Dạ. Rất là rõ ràng, tinh tế. Chị rất là thích. Dạ, cảm ơn chị. Và chị nghĩ là Lân cũng sẽ rất là thích. Chị nghĩ là hai bạn có một cái sự matching với nhau đó. Rồi, cảm ơn chị. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với em ruột của em ạ. À, em ruột hả? Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và tất cả mọi người ở đây. Con tên là My và con là em gái của chị hai con. Chị hai con là một người rất là sống độc lập. Chị ấy luôn là một người mà đặt mục tiêu từng năm. Cho đến năm này thì ba mẹ con cũng hối rồi. Nên là chị của con thì cũng muốn mở lòng của mình ra. Trước giờ thì con cũng không có can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của chị con. Chị con nói gì thì con cũng đồng ý. Nên là con tin vào quyết định của chị con. Rồi con nói sơ sơ nãy giờ con cảm nhận anh này như thế nào cho chị con nghe đi. Dạ, thực sự thì con thấy anh là dân kế toán nên là anh rất là sống, rất là có kế hoạch. Và con nghĩ là chị con chắc là sẽ cũng cần một người giống như vậy. Ừ, rồi, tốt rồi. Con nay nhiêu rồi? Dạ. Con nay nhiêu rồi? Dạ, con 24 tuổi. 24 hả? Con nhiều chưa? Chưa. Khi nào cần lên đây gặp chú với cô Hồng Vân nha. Dạ, con cảm ơn cô. Ok. Bây giờ mình đã nghe góp ý hai gia đình ha. Bây giờ thôi để hai bạn gặp nhau đi. Mở rào. Dạ. Dạ, em nữa. Dạ. Bạn đọc rồi kể lại cho mình cũng được. À dạ. Em cũng có món quà tặng anh thì đó là một cái combo, cái cuốn nốt thì nó sẽ làm anh sẽ ghi những cái dự định, những cái kế hoạch trong tương lai của mình. Thì bên cạnh đó thì sẽ luôn luôn có một cái chiếc đồng hồ để mà luôn luôn nhắc nhở cái việc mà đặt mục tiêu của mình nó sẽ hoàn thành đúng cái thời gian đặt ra. Và cái tiếp theo đó là cái sở thích của cá nhân em thôi. Thì em nghĩ nó giúp em giải tỏa stress. Thì hy vọng nó cũng sẽ giúp anh giải tỏa những cái khó khăn hoặc là vướng mắc gì trong công việc cũng như là cuộc sống. Em làm đồng hồ của anh luôn được không? Dạ. Không cần có người nhắc. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ dạ. Lúc nãy á, anh nghe nói là em là người rất là mạnh mẽ, có ý chí, có kế hoạch, mọi thứ được sắp xếp. Nhưng mà có những thứ không thể nào sắp xếp được, nhất là trong chuyện tình cảm nữa. Tại vì tình cảm nó không thể nào sử dụng lý trí được. Nên nếu như em nói em muốn mở lòng trong năm nay hoặc là năm sau gì đó thì em đã có cái dự định gì cho việc mở lòng đó chưa? Có nghĩa là để một chút tình cảm nó lớn át lý trí của em chưa? Như em có chia sẻ đó thì cũng như là em gái của em chia sẻ thì ba mẹ em ở nhà cũng hối lắm rồi. Cho nên cái việc mà năm nay em quyết định cho trái tim của mình lên ngôi á là cũng một phần là em nghĩ là em đủ chín chắn và đủ cần một người để mà ở bên cạnh mình san sẻ những cái khó khăn cũng như là cuộc sống vui tươi của mình trong cuộc sống ạ. Tại vì dạ. Anh thấy em là người tự lập rất tốt. Dạ. Có thể tự giải quyết mọi khó khăn luôn. Dạ. Em có thể kể một chút cái nào mà em cảm thấy khó khăn hoặc là cần anh giúp được không? Chắc là việc chi tiêu trong gia đình thì cái đó gần như là em không giỏi cho lắm. Em lập ra cái mục tiêu cho cá nhân mình thôi. Còn cái việc mà chi tiêu thì em nghĩ chắc là chương trình tìm đúng người cho em hay sao sẽ giúp em chi tiêu, giảm bớt chi tiêu lại một xíu. Dạ. Anh nghĩ là chắc là các khoản chi tiêu trước đây của em chủ yếu là phục vụ cho bản thân mình hoặc là lo cho gia đình của mình thì anh nghĩ nó là cũng hợp lý thôi, không có vấn đề gì cả đâu. Nếu anh giúp em thì có một chuyện anh sẽ giúp em đó là mình xây cái nhà. Mình xây cái nhà? Ừ. Dạ thì vậy cho em hỏi là anh có đất rồi hay sao vậy ạ? Không, anh không có đất nhưng anh nhìn thấy em thấy đồng hồ, thấy kế hoạch là anh thấy sắp rồi đó. Dạ, sắp. Dạ rồi, anh có nghĩ 2 năm nữa thì anh sẽ là một người như thế nào? Anh chưa bao giờ nghĩ 2 năm nữa là người như thế nào. Anh chỉ nghĩ là trong cuộc sống này anh sẽ là người sống hạnh phúc nhất với chính bản thân mình, với những người thân xung quanh mình. Đó là điều anh mong muốn. Tại vì như em nói đó, em là người sống về lý trí, còn anh thì tình cảm nhiều hơn. Và thật sự anh rất là yếu đuối trong chuyện tình cảm. Vậy cho em hỏi là sao trong 30 năm về trước á, thì anh lại không tìm một cái người bạn nữ nào để cùng anh chia sẻ? Thì cái rào cản nào để mà anh tìm một bạn nữ sẽ phù hợp với anh? Thật ra nếu nói kỹ hơn là cuộc sống trước đây á, thì anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện là sẽ lập gia đình hay là có tình cảm bất kỳ ai cả.
cho tới khi là anh thấy là mình xảy ra biến cố rồi và anh nhận ra là mình không thể nào sống một mình được. Tại vì bản thân mình ngoài cái chuyện là chia sẻ tình cảm, chia sẻ với người thân thì có một điều quan trọng hơn nữa, đó là hạnh phúc. Và hạnh phúc thì không thể nào một người có được hạnh phúc. Dạ. Anh có câu hỏi nào không? Không, nhìn em xinh quá anh hết muốn hỏi. Vậy vậy thì chắc là em hỏi hồi á. Mình tiến đến mình nắm tay cô gái để trao cảm xúc với nhau. Rồi, mình hát tặng bạn gái một bài gì đó, bạn gái cũng vậy. Anh cũng muốn hát đó mà, giờ anh sợ hát lên là bị bể dĩ liền à. Dạ, hát hay không bằng hay hát. Thôi để em hát trước hả? Dạ rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một giường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Em xin hết. Hay quá. Cảm ơn em nhiều. Cho anh nợ một bài nha. Dạ không sao ạ. Hiện nay trong trái tim của em đang như thế nào? Em có thể diễn tả và cảm nhận từ người đối diện như thế nào? Hãy nói rút ruột rút gan cho bạn gái nghe đi. Thật sự thì em nhận thấy đây sẽ là một người có thể giúp em tiến xa trong cuộc sống, cũng là người sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Còn lại thì vẫn là tùy vào quyết định của bạn. Còn mình đã quyết định rồi. Trời ơi, cái câu đáng yêu lắm luôn á. Hay bạn để tay vào nút bấm. Các bạn có thể đưa ra chứng kiến của mình, quyền quyết định là của mình, và bấm bằng trái tim của mình nha. Khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Rồi, bây giờ sau 3 tiếng đếm thì chúng ta sẽ bấm hoặc không bấm nha. Dạ. 1 2 3. Hết thời gian. Cả hội trường mừng vui đó, cả hội trường mừng vui đó. Nắm tay, bây giờ là mình có quyền nắm tay nhau rồi. Coi như ba mẹ đang xem truyền hình. Bạn nói gì với ba mẹ của bạn gái đi. Rồi ba mẹ của mình nữa. Đứng ở đây con xin phép bên ba mẹ của bạn gái và cũng là ba mẹ của con luôn. Thì thật sự con không dám hứa chắc là sẽ đem lại niềm vui cho bạn gái này lúc nào cũng như vậy cả. Nhưng mà con chắc chắn bạn sẽ là người hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh con. Nhân đây là mình xin hôn bạn. Đáng yêu vậy thôi chứ. Nhà hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Chứng kiến cặp đôi đầu tiên họ đồng ý hẹn hò, chúc cho hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Thương quá, tôi nôn quá à. Gặp liền cặp đôi thứ nhì đi Linh. Rồi, xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Yeah. Mẫu bạn trai của em đơn giản lắm, chỉ cần biết quan tâm và cùng tần số với em là được rồi. Khi em gặp bạn thì em giỡn hơi ngay, với một phần là em cũng thích nấu ăn mà em lười rửa chén lắm. Ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Ông cái này thì chắc mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn, thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Mời nhà trai. Chưa khỏe à? Rồi, mời em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và bạn nữ và quý vị khán giả đang ngồi có mặt ở trường quay. Em tên là Trần Hồng Linh Sơn, em 26 tuổi. Hiện đang là cán bộ của trực thuộc đội quản lý đô thị huyện Nhà Bè. Trời, Sơn ở Nhà Bè luôn hả? Dạ, em ạ, con ở Nhà Bè. Rồi, bây giờ bên mình nè, con giới thiệu đi. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào tất cả khán giả. Em tên là Vũ Thị Kiều Trang. Con năm nay con 26 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang. Con đang sinh sống và làm việc tại Rạch Giá Kiên Giang. Rồi á, con từ Kiên Giang lên đây lúc nào? Dạ con đi 11 giờ đêm hôm qua. Đêm hôm qua, làm nay lên gặp chương trình luôn. Dạ con lên tới đây 6 giờ sáng. Con làm gì? Dạ con làm nhân viên kế toán tại công ty xuất nhập khẩu.
ở dưới Kiên Giang đó. Tên... mạnh điểm yếu của Sơn là gì? Dạ điểm mạnh của con là hòa đồng, vui vẻ, có thể biết nấu ăn, rất là dễ bắt chuyện với một người bạn mới. Còn điểm yếu là hơi tự ti về bản thân và rụt rè trước bạn nữ. Tại sao tự ti? Thì nhìn sao đó con. Dạ bên kia cũng giống giống vậy thôi, cũng lo gì đâu ha. Cơ địa mình vậy rồi, mình có khả năng mình tập thì nó sẽ xuống thôi chứ không có gì đâu ha. Dạ chú xưa chú bự hơn con đó, chú bự gặp gấp rưỡi luôn đó. Rồi giờ con mà sao ta? Múp míp luôn, có cái đẹp cũng múp míp. Dạ điểm mạnh dạ, của con là được. Con thích nấu ăn và con biết làm bánh, con thích giúp đỡ người khác. Rồi điểm yếu của con? Điểm yếu của con là con hơi nóng tính, nhưng một phần là con không kiềm chế được cảm xúc của mình. Khi con tức giận là con có bộc lộ ra mặt lắm. Rồi con có sợ yêu xa không? Dạ không. Không hả? Dạ. Sơn ơi, Sơn đã xuống Kiên Giang bao giờ chưa? Dạ con xuống dưới rồi cô. Rồi con có thấy con gái Kiên Giang đẹp không? Dạ cái này con không đánh giá được, tại vì con đi là có khi là đi công việc, còn không thì đi bưng quả giùm thôi. À vậy hả? Dạ, nữa bưng quả có người bưng lại con, yên tâm đi. Mà con không nghe hả? Kiên Giang mình đẹp làm sao, đâu cũng đẹp mà ai ai cũng đẹp. Mình có mấy mối tình rồi à Trang? À dạ con chưa có chẳng qua mối tình nào chính thức hết trơn á, con chỉ tìm hiểu và thấy không hợp rồi tiếp tục làm bạn thôi. Tìm hiểu trong bao lâu? Dạ lâu nhất là cũng 5 tháng rồi, nhanh nhất thì cũng 2 tháng rồi. Tìm hiểu thôi chưa có cái gì sâu đậm hết trơn đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Con thì trải qua một mối tình. Sao chia tay Sơn? Lúc đó là trong thời gian thì con còn đi học nên là bạn nữ về nhu cầu kinh tế thì không có đáp ứng đủ cho bạn nữ, nên là chia tay, không hợp nữa chia tay. Sơn có tật xấu gì không? Tật xấu của con thì chắc là chỉ có vấn đề là ngủ. Tại vì tối con thức khuya, nên là sáng nếu không đi làm những ngày nghỉ là con có thể ngủ tới trưa như vậy. Chào Sơn. Dạ chào cô. Con có một cái mẫu bạn gái như thế nào? Dạ cái mẫu bạn gái của con thì giống như bao bạn trai khác thôi, nhưng mà có một cái đặc điểm là cái mái tóc không quá ngắn. Mái tóc không quá ngắn. Rồi đừng có ngắn giống như trai đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng. Dạ cô hiểu đó. Rồi còn sao về nữa? Tính cách thì vui vẻ hòa đồng, hơi trẻ con tí thì cũng được. Còn vấn đề mà nấu ăn hay chăm sóc gia đình thì cái đó thì có thể là hai bạn khi mà nếu mà sau này có tiến xa hơn thì cái đó thì hai bạn sẽ tự bồi đắp cho nhau cái đó. Rồi cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào? Dạ thì cũng nấu ăn, cũng thích nấu ăn. Dạ cũng tròn tròn giống con để khỏi bị chê giống số 10 di động. À tròn tròn giống con hả? Dạ. Hôm nay con đi với ai ạ? À? Dạ con đi với chị họ của con và chị đồng nghiệp ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Tâm, em là chị họ của Trang. Trang ở nhà thì là một người cực kỳ vui tính, yêu thương động vật. Gia đình của Trang cũng rất là tốt. Còn về bạn trai bên đây thì nói chung là vừa bước lên là em cảm thấy em cực kỳ thích luôn. Tại vì hợp lắm. Mà kiểu tròn tròn như nhau á, cái ngoại hình là đã thấy thích rồi. Về tính tình thì bạn nói là bạn rụt rè, em càng thích hơn nữa tại vì hợp với lại Trang. Trang cũng rụt rè lắm à? Trang thì không rụt rè, cho em nghĩ cái đó là nó sẽ có thể bù đắp được. Nhưng mà với Trang á thì chị nghĩ là Sơn kiên trì một chút. Tại vì Trang nói chung là có những cái Trang tính tình rất là thẳng thắn, kiên trì một chút thì sẽ ok. Dạ. Còn chuyện hai bạn ở xa nhau thì cái đó thì chắc là nếu như mà đã ông mối ông tính thử ông qua ông coi bên nhà gái tôi cái coi nè. Cái chuyện xa là không có quan trọng ở đây. Để coi chú. Dạ con chào chú. Trời mặt dễ thương quá trời. Hai đứa nó cũng gọn gọn như nhau nè. Tại vì con bị sụt sửa trễ. Mình có thể luyện tập được. Con có chơi thể thao gì không? Dạ lúc trước thì con hay thi đấu kéo co. À dạ. Yeah. Dạ. Hèn chi kéo quá nó xệ vậy đó hả? Nó sổ đó. Hai đứa đều có khuôn mặt rất là đáng yêu luôn. Ồ dễ thương, mặt bên đây cũng dễ thương, bên đây cũng dễ thương á. Bây giờ con Sơn đi với ai nè Sơn? Dạ con đi với mẹ, bạn và bà ngoại, ngoại tư. Ôi chào bà ngoại, chào mẹ, chào cả nhà luôn ha. Mình là mẹ của Linh Sơn. Hồi giờ mẹ đến đây thì mẹ không biết nói gì, và nếu mà con đồng ý thì mẹ đồng ý. Có lẽ cô đang khóc đúng không? Xúc động. Tại xúc động, đúng không? Tại sao cô lại xúc động như vậy? Tại vì thấy hai đứa cùng tính cách, hai đứa tướng phù hợp với nhau, hai đứa rất là xứng. Cô có mong mà Sơn sớm đưa con dâu về không? Dạ rất mong. Nếu mà hai đứa không đến chương trình thì thôi, nếu mà đứng đến chương trình này rồi thì thôi, hai đứa cho nhau một cơ hội. Dạ. Bây giờ vậy cho hai trẻ trẻ gặp nhau đi nha. Khen chú, khen chú. Hồi nãy có nghe chú có đói bụng mà không chú? Tôi nói với con. Dạ con có gì con? Dạ bánh con làm, con mời chú với bạn em. Trời cảm ơn con. Trời nó tốt quá ta. Nói được à con? Dạ. Chú chấm ngay từ đầu luôn rồi đó. Trời ơi. Cảm ơn con nha. Dạ. Rồi xong cô ngồi đây rồi đưa chú hết nguyên hộp. Dạ chút nữa được không? Con tặng cô ghi. Ghi hả? Ghi dạ. Ừ. Nhỏ này tôi cũng chấm nó từ đầu luôn á. Lấy lòng ông Mai ha.
Cho ông cái nắp đi. Đây cho cái nắp đi, ăn đây mất cỡ quá chứ, bốn cái bánh này không đủ chú đâu. Rồi cho mở rồi. Rào đi, mở rào cho hai trẻ nó gặp xong nhau. Để chú nhập vào hội Viên Sơn luôn. Vừa thôi, luôn. Mở rào đi bà con mở ơi. Mở rào. Thơm quá. Dạ thưa bạn. Cái này là một ly trà sữa. Thì con gái mà ai cũng thích trà sữa hết nên là mình không có gì tặng bạn cái ly trà sữa. Trà sữa. Thôi. Đây 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 cô cầm. Bớt uống trà sữa là đi con. Mình thì sở thích là đi du lịch cho nên là mình tặng quả địa cầu là hy vọng là mình có thể cùng bạn đi du lịch nào, những nơi mà mình thích. Không, mình cùng sở thích á. Dạ. Cảm ơn bạn. Cho anh hỏi là cái cảm giác lần đầu khi mà gặp anh thì em có cảm giác như thế nào? Dạ. Có giống phù hợp với cái mẫu bạn trai của mình không? Dạ, em thì mẫu bạn trai của em đơn giản lắm. Chỉ cần biết quan tâm và cùng tần số với em là được rồi ạ. Vậy cho anh xin hỏi thêm là cái tần số của em là tần số mấy? Dạ là em khi em gặp bạn thì em giỡn hơi nhây à, với một phần là em cũng thích nấu ăn nhưng mà em lười rửa chén lắm. Ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn. Thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Vậy hai đứa mua chén nhựa về ăn đi. Gặp em lần đầu tiên anh có gì bất ngờ hay là anh có ý kiến gì không ạ? Cái này thì nói chung là không bất ngờ tại vì mình không có quan trọng là cái ngoại hình. Dạ. Quan trọng là cái tính cách. Dạ. Mà khi mà nghe em nói về cái tính cách của em là hơi nhây á. Dạ. Thì nó lại kiểu là có thể là đúng tần số với nhau. Tại vì khi giỡn mà cũng rất là nhây. Dạ. Thì em cũng có nhiều tật xấu lắm. Em thì cũng hay nóng tính như rất thẳng. Cho nên em sẽ cố gắng tiết chế lại. Thì nếu mà nhiều khi em nóng quá thì anh cũng thông cảm bỏ qua giùm em. Cái đó có thể bỏ qua được. Dạ. Còn về cái chuyện hẹn hò. Dạ. Thì nếu mà khi mà hai mình đã cho nhau một cái cơ hội yêu xa. Dạ. Có thể là một tháng chỉ xuống Kiên Giang một lần. Thì em có cảm nghĩ gì? À, nếu mà anh xuống không được thì để em lên cũng được, không sao hết. Trời ơi. Thì cái này anh chịu, cái này anh chịu. Nếu mà hai đứa yêu nhau vậy thì bao lâu mình về chung một nhà, chứ để yêu xa hoài mệt mỏi lắm. À dạ, ba con ra điều kiện cho con là tháng 6 năm sau con phải lấy chồng. Sao nè, Sơn có ý kiến sao về cái điều kiện này nè? Không, nếu mà bác trai ở nhà mà đã nói tháng 6 á, dạ, thì có thể là sớm hơn dự định của anh. Dạ. Tại vì anh dự định là có thể tới cuối năm. Dạ. Nếu được thì có thể là cuối năm sau. Dạ. Hồng luôn đi. Ra gì anh cưới em luôn. Em muốn sau này là trai hay là gái? Con gì cũng được, miễn sao là con của hai người là được rồi. Lại là một câu rất là trùng tần số với nhau. Dù trai hay gái miễn là con của mình. Dạ. Rồi, tiền bạc, kinh tế ai quản lý? Kinh tế là chắc cho anh nói trước. Sau này là khi mà về chung rồi á, nếu mà được anh có thể đưa em nếu em cần. Nhưng anh chắc chắn anh sẽ không đưa hết số tiền mà anh kiếm ra. Dạ. Tại vì anh còn phải để phòng thân. Để anh nói trước nên dạ, là cái này khỏi bỡ ngỡ. Dạ, em cũng biết mà ai cũng có cái quỹ đen riêng hết. Ê, đúng rồi, đúng rồi, đúng. Như vậy là kinh tế hai người tự chủ, tự quản. Rồi khi nào mà sẽ có một cái quỹ chung. Dạ đúng rồi. Đó, cũng hai chồng đó tháng bỏ vô cái quỹ chung đó bao nhiêu. Dạ. Để chi tiêu. Dạ. Rồi bây giờ nè. Dạ. Nam tiến tới nắm tay bạn nữ nào. Ai truyền nhau cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Đó. Trời tay lạnh. Tay luôn Sơn. Đó, nhìn thẳng vào mắt bạn gái đi. Có bước nói gì với chân, bạn gái hay hát tặng bạn gái đứng gần gần nhau xíu sao vậy, giống kéo co vậy. Hát hả? Anh xin hát tại cái một đoạn trong bài hát Tình Khúc Vàng. Dạ. Ngồi bên em cũng đàn hát lên tình khúc vàng, bao nhiêu âu lo đời vụt tan. Ngày mai xa nhau rồi, phút giây còn muốn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố, bước theo em bên quanh hỡi tình say. Nhớ về dòng sông, ấm lòng mùa đông, nụ hôn ta trải vời theo cơn sóng. Dạ, đó thôi. Dạ. Mình đáp lại đi con, bên nhà gái mình đáp lại đi. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm rụt rối tơ tầm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rồi ít nhóng trông, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Em cũng hết thuộc rồi. Hay. Rồi, ngồi. Về ghế ngồi đi nào. Dạ. Đã nói chuyện với nhau rồi, có sự góp ý của hai gia đình rồi. Hãy hướng mặt về phía trước. Nhắm mắt lại. Kiểm tra con tim mình một lần cuối cùng xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, nếu trái tim mình thật sự rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, khỏi bấm. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. Suy nghĩ thiệt kỹ nha. Rồi cô đếm nè. 1 2 3. Hết thời gian.
nắm tay nhau nào. Vô cái tôi mở ra trái tim nó đỏ tươi vậy đó. Đó. Bây giờ là Sơn, ba mẹ của bạn gái đang xem truyền hình ha. Dạ. Sơn nói gì đó tức là xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò với nhau. Hẹn hai bé một ngày không xa, con sẽ xuống Kiên Giang và xin thưa chuyện với hai bác. Ôi giời con. Dạ, con xin phép hai bác đang xem truyền hình ở nhà. Nay là ngập đầu tiên thì con cũng xin một nụ hôn gửi cho em. Để khi em về Kiên Giang em sẽ nhớ cái nụ hôn của cha nhà bè. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màn lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7.000.000 đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân.